chào quý vị và các bạn. Cùng với miền Bắc, tại các tỉnh Bắc miền Trung cũng đã có mưa dông từ đêm qua cho đến nay. Tuy nhiên, mưa lớn chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị, với lượng mưa đo được từ 50 đến 99mm. Trong đêm nay và ngày mai, dự báo mưa dông còn tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình, có nơi mưa vừa mưa to. Sau đó, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 sẽ lại xuất hiện một đợt mưa mới cho các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi. Trong đó, Bắc miền Trung sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to với lượng trên 150mm trong 24 giờ. Nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, và kể cả lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Do có mưa cả ngày nên nhiệt độ ngày mai tại Thanh Hóa, Vinh và Đồng Hới sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, từ Huế, Đà Nẵng trở xuống đến Quy Nhơn và Nha Trang, trời nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ không quá là 32 độ. Riêng Phan Thiết sẽ có mưa dông về chiều tối. Tại Tây Nguyên, dự báo mưa chỉ còn xảy ra vài nơi vào chiều tối như tại thành phố Đà Lạt và thành phố Gia Nghĩa. Còn Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột sẽ trời nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 33 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Và huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố vào ngày mai.